Chào các bạn, nay mình giới thiệu với các bạn mẫu nền học cho bé nha. Bên mình có rất là nhiều loại, loại tròn nè, loại dài nè, loại này nữa nha. Mình có thể bẻ gập lên gập xuống tùy thích các bạn nha. Ở đây là mình xài cảm biến nè các bạn. Mặt xài cảm biến nè. Ở đây mình có đi kèm chung với nó là một cái đồng hồ luôn nha. Đây. Thế chuông đồ này nó đồng bình được luôn nha. Nhiều mẫu lắm, các bạn có thể tới nhà sách Anh Yêu Bà La Gia để lựa mẫu đèn học và đi kèm đồng hồ với cho bé luôn nha.